Bay của anh. Điều anh sẽ nhớ là anh nơi đông người ta cùng nắm tay em mơ rồi. Khi điều em thất bát hồi mấy khối ơn thế nồng, anh yêu kiếp vẫn nhìn dài lâu. Ít có nhớ không nhiều để tìm trường với nhau. Đối với ta sẽ luôn đi đến. Anh chào fan một cái. Anh giờ nó cảnh uống rượu nhất tối nay rơi như cái cảnh uống rượu. Anh chỉ vẫy tay chào fan một cái thôi, fan nó đang chào anh. Anh sợ cảnh uống rượu lắm. Sợ lắm. Tối nay đưa anh lên rượu trà không? Sợ lắm. Tối nay đưa anh đi tiệc tùng rượu trà. Anh đánh tặng. Ôi dồi ôi, vừa vào mắt 50 người xem luôn. Vừa vào mắt 50 người xem kênh của anh luôn. Thôi hương em dẫn dối trường lối đi trên đường về. Khi em rất say, anh ngồi đây. Vì điều anh sợ nhất là mất em. Kênh của đại ca đăng lại phát like kênh của đại ca riêng. Khi điều em thắc mắc hỏi mấy câu yêu thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Tôi có nhé không nhiều vì tình trường mình hay nữa đâu. Đón em anh tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi đấy yêu thương của em nhau. Thế nên em vẫn xấu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa. Tôi sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi nhé đến lúc xa nhau. Chỉ mong sao chứ lâu sẽ trôi qua thật ngầu. Em đang phát trực tiếp trên kênh của anh. Đeo phát hơn 100 người vào luôn. Rồi mình anh lang thang biết cả chẳng mình ai. Chị Thảo ơi, có người hỏi thăm gửi lời chào cô Thảo. Em muốn hát một bài để tặng một chị và anh Hải. Chị để em một giây để em giới thiệu ạ. Ai hỏi thăm chị và anh Hải? Thank you cả nhà ủng hộ nhá những kênh của chị và anh Hải. Ông đây là sinh nhật của cô tên là An. Thì đây là anh Long. Sinh nhật nào cũng trân trọng hết. Bố một cái tuổi đi qua thì đây là người đại ca. Hôm nay thì em đại ca là em rất là trân trọng điều đó. Thì chúng mình sẽ hát một bài là lời yêu thương đúng không? Lời yêu thương nha. Lời yêu thương. Anh không thích cảnh anh uống rượu. Anh sợ nhất cảnh uống rượu. Đúng ngày. Bây giờ Trang xin phép là Trang hái đi. Anh chỉ vẫy tay chào mọi người đấy. Chồng đâu. Em chỉ quay vào anh vẫy tay chào mọi người. Để làm cái quái thôi. Đại ca ơi. Đây rồi, bây giờ em chia sẻ chủ ý. Chia sẻ.